Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn là máy quét Honeywell 1900 GSR. Đây, khi mình cắm kết nối USB vào máy này có thể quét được mã HD và 1D. Đây là mã HD. Đây là 1D. Rồi, vậy là xong. Cảm ơn các bạn đã đón xem.